Tất nhiên thầy về bằng cách này nè, thì nó qua sắm trạng, qua sắm trạng là bảo giang thiên tử sức, phải qua sắm trạng bắc chiến tự nhiên thành, thì như vậy 6 tỉnh miền Nam của mình, 6 tỉnh miền Nam của mình trong 6 tỉnh miền Nam lớn đồng bằng sông Cửu Long, 6 tỉnh như vậy Bảo Giang nó nằm bên tỉnh nào? Như vậy là Bảo Giang nằm ngay tỉnh Đồng Tháp, mà có xuất hiện hai câu này: Tháp 10 đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất là có tên Bác Hồ đó. Như vậy thuộc về bên tỉnh Đồng Tháp. Như vậy sông Bảo Giang thì nó có đầu sông Bảo Giang thì phải có đuôi sông Bảo Giang, thì có chính giữa sông Bảo Giang. Như vậy là đầu sông Bảo Giang thì cũng ngay chân ở bến đò Mười Đấu, là Mười Đấu là bến đò Hồng Ngự á, Hồng Ngự thì có Phật Thánh Tiên Ngự đó, là trở về Đồng Tháp bị sen mà. Cái này là cái cơ trời mà. Bác Hồ đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Đó, mượn cái dần của bác mà phải tri ra. Như vậy bến đò Mười Đấu là con số 10, cũng làm dục con số 10. Từ bến đò Mười Đấu Hồng Ngự mà chạy dài xuống thuốc cầu Mỹ Thuận. Mà cầu Mỹ Thuận còn gọi là Mỹ với Úc để làm ra cái cầu. Mỹ là thay đổi, là thay đổi kiến thiết sai, thay đổi để sửa đổi, đổi mới. Mỹ là thay đổi để đổi mới, là đổi mới. Úc là bằng Úc, mà cầu Mỹ Thuận này lộ ra hai chữ H nha. Là hai chữ H à. Vậy là Mỹ là thay đổi, kiến thiết thay đổi là đổi mới. Như vậy thầy của mình là thay đổi, thay đổi sắc tướng rồi, làm sao mà mình thấy được? Như vậy là từ đầu sông, từ bến đò Mười Đấu, mà cái đó là cái đầu, còn cái đuôi, đuôi kêu bạn là tới là hai chữ H, là mà là cầu Mỹ Thuận, mà ở chân khúc giữa là cũng là bến đò, gọi là bến đò kêu bạn voi lửa, là cũng bến đò voi lửa, mà cái voi á là gọi là voi bạch tượng. Bạch tượng thì nó phải bạch tượng là gọi là thái tử Siddhartha, bạch tượng từ ở trên không trung đó, thì nó thòng cái dồi tuốt từ Hồng Ngự, từ thái tử Siddhartha, từ cái chân chỗ kêu bàn là làm bên Ấn Độ, mà nó thòng về tuốt kêu bàn làm bến đò, bến đò kêu bằng dôi lửa. Cái thầy của mình là tiền thân là thái tử Siddhartha, là Phật Thích Ca đó. Người ta không có hiểu được, nói đức thầy khác, bên Hòa Hảo rồi Bổn Sư Thích Ca là khác, nó nói như vậy là sai, vì nó còn cái chấp nhân ngã, nó là nước gì ở trong chỗ nó không có thấy được đó. Như vậy là ngài về tại Nha Trang chỗ là bến đò Dừa Lửa đó, mà không phải ngay bến đò Dừa Lửa, nhưng mà mượn cái là cái trung điểm, là cái chánh điểm đó, thì tất nhiên là ở trong khúc giữa là cái trang chỗ Đốc Vàng. Mà Đốc Vàng là chỗ thầy Thọ Nạn là 1947, thầy Thọ Nạn từ cái chân Đốc Vàng thượng, mà cũng không phải, mà cái chân Đốc Vàng hạ thì cũng không phải, mà ngài ở cái chân chánh giữa, chân cái chân nhất là cái chánh giữa, thì trong bốn đạo bốn tùng phủ che là chân chánh giữa đó. Thì từ ngay chân chỗ là bến đò Mười Đấu, bến đò Mười Đấu mà trở về ngay chân chỗ cũng bến đò kêu bằng Giá Lửa, thì nó chạy dài về đó là khoảng đâu để tính là khoảng bao nhiêu cây số, bị nó ở trong khúc giữa, khúc giữa không phải tuyệt đối trong khúc giữa, thì nó cũng phải hơi chinh một vài chút chứ, thì khoảng là kêu bạn là 50 mấy 60 cây số cỡ đó. Rồi từ bến đò vô lửa mà chạy dài xuống Mỹ Thuận thì nó cũng vậy, thì nó cũng phải chinh một vài chút chứ không thể nào mà chúng tuyệt đối được, nó cũng có dời điểm một hai chút.
nếu mà chúng mà tuyệt đối hết thì đâu phải là gì, đâu phải là thiên cơ, đâu có chinh mấy thiên cơ vương quốc của xây đó. Thì ở ngay trăng chính giữa thì ngài đã trở lại trăng chính giữa là bộ ngựa giữa. Như vậy bộ ngựa giữa này tôi lật lại, bộ ngựa giữa tôi lật lên, lật lại thì tất nhiên nó bài ra cái bụng bành khấn hãy lật lại, bộ ngựa giữa hãy lật lại, thì lật ngửa lại thì nó lồi ra cái bụng của Đức Di Lặc Khai Sanh đó. Như vậy là thay đổi, ngài không còn gì là thầy, nhưng mà ngài thay đổi cái tên là Đức Di Lặc Khai Sanh, sanh là trẻ đó, ngài trở lại là chỉ còn cái tái sanh. Bởi chứng minh qua cái lời của Đức Quỳnh Giáo Chủ có nói như thế này: bàn tay lật ngửa vậy mà, chứ đừng lật sắp thầy còn tái sinh. Nhất là cái đuôi sau á, cái đuôi sau á là cái cầu Mỹ Thuận. Mỹ là thay đổi, Mỹ là kiến thiết thay đổi, từ cũ đổi qua mới hết, là khác hết tất cả, là khác đó, chứ không phải giống như mà hình xưa mà để cho y gan như vậy để cho đồng đạo thấy. Tại vì bài toán tiên thì làm được thì bốn bài, thì toán văn lý hóa mình phải giải cho rành đó, mình phải hiểu, chứ đâu phải mà nó kỳ này là kỳ sàng sấy độc lừa, mà thời buổi này là thời là buổi khó. Bị có câu này nói thiệt tín đồ chọn lá cà nâu, nó phải đòi hỏi cái câu này nữa: thiệt tín đồ chọn lá cà nâu, coi chừng giả thiệt thầy ra chót, mà nhìn cho kỹ bằng không cái lọt rắn tìm kiếm, nhìn thầy cho kỹ bằng không cái lọt rắn tìm kiếm, cho mình nhìn cho nó kỹ, kẻo đi lạc theo đường toàn tà mị, lọt ngoài khơi hết hố hồ phăng, thân đệ hiền ngôi vị chưa ăn, còn lương chuyển thế gian còn khổ, lời chân thật nghe như giả ngộ, lòng nguyện thề tận độ nhân sinh, tiếp lương đi theo gốc nước mình, thầy tớ hiệp chân linh có một, mà khác bổn phận người tớ kèo thầy cột, kẻ vui mè dách lát thành nhà, tu thật tâm đạo pháp dung hòa chẳng còn chấp cái không cái có, trước thì làm tớ sau thầy cũng đó, đạt lý trơn đâu có một hai, pháp cao siêu cũng chẳng chẳng dài, sao cũng được hỏi hoài đáp mãi, đạo á thì với đạo miệng ngồi gần lại mượn ly trà mà cái thiết cơ, không lo tu cho kịp ngày giờ, cuối con mèo nè y như thần cổ, sao chẳng kiếm Quỳnh Long dị lộ. Mà chuyện thiên cơ chỉ rõ như vậy, sao đồng đạo còn ngồi chờ ấy nữa. Đây là cái trường thi của tất cả đồng đạo, đậu hay là rớt. Là trường thi á, là tất nhiên là thi cái huệ nhãn, thi là thi tâm nhãn, thi là thi trí nhãn, thi là thi pháp nhãn, thi là thi đạo nhãn, chứ không phải thi vượt qua cái phạm nhãn được. Như vậy họ nhìn bằng cái cặp mắt phạm nhãn, làm sao họ biết được cái quyền cơ cao thượng lớn như thế này. Rồi cũng như Bảo Sơn, cũng như là Bảo Giang mà thôi. Bảo Sơn thiên tử sức, Bảo Giang thiên tử sức của Bắc Chiến Tự Nhân Thành, mà thầy mình đã sức rồi, đã có rồi, mà mình để gian hình cũ rồi, rồi sao biết được, rồi kêu trở lại y gian như vậy. Nếu y gian như vậy thì đâu ra trường thi như vậy. Tôi nói với các quý vị, ai nhìn cũng thấy hết, ai nhìn cũng biết hết, thầy của mình sắc cũ mà. Cái người đời không tu cũng nhìn cũng biết, mà cái người đạo nhìn cũng biết, như vậy làm sao mà qua cái trường thi được. Lời truyền sấm như bài toán đố, ai biết tìm mà đặng hương nhờ. Không phải tìm học trong thi văn giáo lý, mà tìm chủ nhân ông. Bây giờ như vậy thầy ra pháp, chứ pháp nào ra thầy. Như vậy Phật ra pháp, chứ pháp không thể nào ra Phật được. Phật pháp tăng. Như vậy nếu người nào hiểu trong thi văn giáo lý, thấu triệt thi văn giáo lý, là được tiêu hóa một cái trí tuệ, là phải tìm thầy, chứ không phải tìm pháp. Pháp chưa hiểu biết, thi văn giáo lý chưa hiểu biết, thì cứ việc nắm như đứa con nít mà nắm vú sữa mẹ mà thôi. Mà khi tiêu hóa được thi văn giáo lý, hiểu biết được phải trở lại thầy. Nếu hiểu biết pháp thì trở lại Phật, mà không hiểu biết pháp, mê pháp, chấp pháp thì gớt gì tăng, tăng gớt gì chúng, thì không đạt gì hết.
chỉ có Phật mới độ chúng sanh. Pháp là để ánh sáng, để tỏ ngộ ánh sáng mà thôi, chứ Pháp chưa phải gọi là độ chúng sanh. Hộ ngộ, biết được Pháp phải trở về Phật, rồi Phật giác ngộ kiểu bằng trở về Phật, phải học đạo cho hoàn toàn để trả lại cứu giúp chúng sanh. Đó là nếu mà thấy được thi văn vô lý, ngộ được rồi phải buông ra, phải trở về tìm thầy. Mà khi thấy được thầy rồi hiểu biết, rồi học cho nó hoàn toàn, đang trở lại cứu giúp chúng sanh. Bây giờ họ học Pháp, họ mắc kẹt Pháp, họ ôm trong thi văn vô lý, họ mắc kẹt trong đó, rồi họ biết được gì? Cũng như lên tội sen thì phải bỏ kinh sấm kệ xuống hết, thì chấp hai tay như vậy mới gọi là tâm không. Còn cái này họ còn ôm trong thi văn vô lý thì tất nhiên họ chưa được cái gì, họ còn kẹt trong thi văn vô lý. Hiểu thi văn lý, đọc tiêu quá rồi trở về Phật, rồi học đạo cho hoàn toàn chẳng lấy cứu giúp chúng sanh. Mà họ học Pháp, họ mắc kẹt trong Pháp, họ chấp Pháp. Bây giờ thi văn vô lý là chánh Pháp, nhưng mà tâm của họ còn chấp, cũng là rớt, mà họ không tiêu quá được thi văn lý. Khắc nào ăn cơm là bị trúng độc vậy đó, không tiêu quá là ác bệnh. Bây giờ đa số là tâm bệnh, hãy tâm bệnh thì phải có Pháp, thì phải có thầy. Tâm bệnh là thí dụ như là có tâm dược, mà họ không chịu học thêm, rồi đồng đạo học chứ đồng đạo, rồi đồng đạo trước học đồng đạo sau học đồng đạo trước, rồi như vậy cũng như huynh đệ học với huynh đệ học với huynh đệ được cái gì? Mày cũng lòng vòng, mày là cũng như con rối, tao cũng là con rối, tao biết cái gì cũng coi trong thi chân trong đít đó, mà kéo dài kéo lết cho đến ngày hôm nay. Thì huynh đồng đạo học huynh muội, tỷ muội, mà tỷ muội học với huynh đệ, rồi chỉ là nói láng bá với nhau thôi được cái gì? Thành ra nó không có đi đến vị trí tuệ, nó không được sáng suốt được. Bây giờ như mày với tao, tao như mày, huynh đệ học với huynh đệ, rồi đồng đạo tỷ muội học chung vào đồng đạo, vòng thôi, hãy lòng vòng được một thời gian bây giờ chết, rồi nó Phật pháp không linh, nó tại sao tôi đợi thầy hoài mà sao tôi không thấy thầy? Tại vì nó cái quyền cơ thầy, nó ta đi sao tới vậy, ví như ta đi kẻ thì về kẻ, cái đó là cái quyền cơ, là cái bổn quyền thôi. Còn cái chánh pháp nữa kìa, đó cái chánh pháp mới quan trọng. Còn cái quyền pháp nó khác hàng, còn chánh pháp là khác. Chánh pháp chỉ có thầy mới tạo ra chánh pháp, còn nó tại sao nó Phật mới tạo ra pháp, chứ pháp không giờ tạo Phật được, vì pháp là thấp hơn Phật. Cha mới dạy con, thầy mới dạy đồng đạo, Phật mới dạy chúng sanh. Mà bây giờ đồng đạo lấy thi văn giáo lý rồi dạy ngược lại thầy, rồi có khi gặp thầy nó cũng không biết, nó không có trí tuệ, tuy rằng nó phước huệ song tu, nhưng thật sự không phải. Cái phước còn nó còn làm chặt lắm, phước làm đúng thì cái phước đó tiền thánh Phật, mà sợ nó phước tầm bảy tiếp tay với giặc nó nhiều, mà làm phước làm sao mà chăn chút nào cho trường tồn cái phước mình cho vĩnh cửu, phước mình cho tồn tại, làm phước mà cuối cùng cũng là cái phước nó cũng biến mất, nhưng phước nó không có tồn, phước tào lao, phước tầm bậy không, làm sao tồn tại gọi sanh cơ huệ. Phước nhiều tiên cảnh lên đài mà tội nhiều xa đọa nhiều ngày tám thương, mà cái phước nó cũng chặt cái phước thế gian. Còn cái phước làm sao cho cái phước đi đến ngay chân chủ trí tuệ, cái phước làm sao có trí tuệ. Còn đa số phước thế gian là phước bên ngoài, còn phước bên trong, nhất là cái phước bên trong, phước bên trong nó là cái nền tảng cho trí huệ, nó trường cột là của trí huệ. Mà muốn có trí huệ này là phải có thầy, ví như đồng đạo ví như cục sắt, mà cục sắt để hoài cũng là cục sắt, rồi lấy tay vuốt khen tặng hoài cũng là cục sắt, nó chưa có thành một cái nhân vật. Chừng nào cục sắt này nó phải có lò rèn, phải có ông thầy thợ mới đi vô, ông thầy thợ phải chui rèn, phải trở thành cái rửa, cái búa và cái kềm. Chứ còn đồng đạo không chui vào trong cái lò rèn thì đồng đạo cũng là đồng đạo. Đồng đạo có chữ rất nhiều đồng tiền hết, sạch sẽ ngày hôm nay. Đồng đạo dí như là cây gỗ, mà không có ông thợ cưa, không có ông thầy thợ
thì cây gỗ vẫn là cây gỗ chứ nó không thành cái cột được. Mà cây gỗ này để hoài thì cũng là cây gỗ thôi, mà để hoài một ngày nào đó là bị thiên tai địa ách gió giông gãy cái cột là không còn giá, gãy cây gỗ không còn giá trị, mà từ cây gỗ phải có thầy thợ mới trở thành cây cột đó. Hay là làm chiếc thuyền, cây gỗ làm chiếc thuyền được nè, làm cây cột được nè, vân vân nè, làm chiếc tàu bè được, làm tủ ghế được nè. Rồi đồng đạo chỉ là mê pháp thôi, hiện bây giờ đang mê pháp, rồi kẹt pháp, rồi chấp pháp, rồi đi ra cũng như khác nào người lú lẫn. Cho đến ngày hôm nay chưa bỏ được cái vú sữa mẹ, không ngộ được thi văn giáo lý. Nếu ngộ được thi văn giáo lý, dứt tâm trần kiếm chữ sắc không trở lại dứt Phật, mà nó không chịu bước lên, nó bước xuống thì dễ lắm á. Bởi tay ông Thái tử Sư Ta là sao? Ông Phật Thích Ca đi bảy tòa sen, là chân tướng bước đi bảy tòa sen, ví như là đi đứng nằm ngồi đều tư tưởng là sen. Mà tới tại sao mà không 8 ngày, không 9 ngày, không 6 ngày, mà tại sao 7 ngày? 7 ngày còn gọi là khí dương, còn 9 ngày còn gọi là khí âm. Thành ra mình liễu hiểu biết được con người ta phải có âm dương. Bị thất sơn còn gọi là khí dương, mà phải hiểu biết khí âm là trở về kêu mà cửu long đó. Mấy âm dương mới hiệp nhất mới tạo ra một cái nền tảng gan giáo lý đó. Mà đa số ăn thì ngon rồi ngậm hoài á, rồi giành với nhau. Đây là tôi nói không phải nói sỏ gì ai, nhưng mà các quý vị mắc kẹt nhiều quá không thấy được thầy tổ, không thấy được thầy thợ. Như chiếc xe các quý vị hay, mà các quý vị xe nó đã hư thì không có cái ông thầy sửa xe, không có tiệm cho xe được, các quý vị sửa được không? Mà các quý vị có sửa được như các quý vị mà thôi. Bởi như vậy ngài mới nói là kiến diện cha cùng Chúa, nếu không thì bị lắc uống kệ ơi, tiền uống hết, uống sạch sẽ rồi còn gì nữa. Bởi nó đi lên núi á, đi núi á, càng cao á thì lại càng ít, mà càng xuống núi á ngược lại nó nhiều. Tại sao mình không thấy được? Hãy đi xuống thì dễ lắm, còn mà tu theo đạo nó sung ngọt ngọt á thì nhiều lắm. Mà hễ mà gặp pháp tổ người ta nói cho mình cho nó mau lẹ bào chút quay lại á thì chắc như vậy thì sao vô cái lò rèn được, cái gì sao gặp được thầy thợ. Có khi mình gặp được thầy thợ mình cũng không biết, rồi chờ đợi thầy về rồi thầy về trước mặt mình còn không biết, rồi mình không có thấy. Như vậy thầy về thì không phải y gan cái hình nhân hình xưa, phải thay đổi, phải thay đổi đổi mới. Mà như vậy mà rồi hình cũ có muốn xuống diêm dương đó, đi vô bác sĩ mà nhìn đi, đâu phải mà nó thầy về y gan như vậy. Rồi để cho đồng đạo thấy là cái gì ăn, còn gì nữa đâu bài tóm đố trời. Thế vậy thôi, tóm văn lý quá, tóm văn lý quá thôi, để cho thầy cô người ta làm luôn cho rồi, thầy chỉ luôn đó, mình khỏi làm. Rồi như vậy tu cái gì, học cái gì, làm sao mình sáng suốt được cái gì. Như vậy biết chừng nào mà thành tựu cho kết quả đó. Trong thi văn giáo lý, tất cả đạo của Phật giáo Hòa Hảo bây giờ mắc kẹt trong thi văn giáo lý, mà thoát khỏi thi văn giáo lý là mấy cái người đó mới tiêu quá. Ví như là tôi nói á, nó thầy về tại sao không nhìn không biết. Tôi đặt cái thí dụ như thế này, tôi mượn ông A đó năm cây vàng phải không, năm cây vàng tới 3 năm thì tôi phải trả vàng, mượn vàng là buộc lòng phải trả vàng. Nhưng thí dụ tôi không có vàng trong 3 năm đó, bây giờ tôi có tiền tôi trả, thì tôi trả cái tính ra vàng thì cũng được mà thôi. Mà đòi hỏi tôi mượn vàng là phải trả vàng, cái điều này gọi là đứa con nít nó chấp rồi nó bắt buộc, giống trải mượn vàng nó theo cái quy luật. Nhưng mà thời kỳ thí dụ mà tôi mượn vàng tôi không có vàng, thì bây giờ không có vàng thì buộc lòng tôi phải trả tiền thì cũng được, tiền mua cái vàng cũng được. Cái đó là người lớn người ta dễ chịu nha. Còn con nít thì nó cố chấp, nó mượn vàng phải trả vàng. Bây giờ tôi không có vàng đó, tôi mượn vàng thiệt, mượn vàng là phải quy luật trả vàng, mà tôi không có vàng tôi trả tiền đó,
và tôi trả, còn không nhận thưa tôi tới tòa tôi cũng không sợ nó đâu, dứt khoát tôi không sợ. Như vậy với thầy trở lại, người lớn người ta hiểu biết, người lớn người ta rất hiểu biết, mà đứa con nít là muốn chết, nó cố chấp, và tụi nó loạn nhau, chấp thì gặp chấp thì gặp buộc, chấp thì kẹt, được kẹt bây giờ kẹt hết trơn rồi. Bây giờ vàng với tiền nó cũng chung có một lý à, vàng bây giờ tôi không có vàng, bây giờ tôi có tiền tôi trả thì nhân lên nó cũng vậy thôi, thì cái lý nó cũng vậy. Mà đòi hỏi vàng thì tôi không có vàng đâu tôi trả, bây giờ tôi có tiền đâu tôi trả, còn lấy không lấy thì thôi thì quyền đó. Như thầy trả lại tính không tin thì tôi quyền các quý vị, rồi sau thì phân xử gánh chịu mà thôi đó. Đòi ba trái cổ gọi là con nít, cắt nồng mượn vàng phải trả vàng, bắt đầu là con nít, cái sự không hiểu biết được tôi cố chấp gọi là con nít, không hiểu được là tiểu thừa. Còn người lớn người ta đó yêu cần nghe cái lý, chuyện thiên cơ chỉ rõ như vậy sao đồng đạo còn ngồi chờ ấy nữa. Người lớn người ta không có vàng, anh không có vàng thì anh trả tiền thì tôi nhận, thì cũng chi ra đó mà thôi, cái gì nó bắt buộc mà vàng dữ vậy là không được. Bởi con nít á nó ưa chấp lắm, cũng như là kẹo. Tôi mượn, tôi lấy cái kẹo qua của đứa trẻ này á, là cái kẹo màu xanh là 10 cục. Bây giờ tôi lỡ ăn hết rồi, bây giờ tôi chở là tôi trả kẹo á, bằng cái màu đỏ cũng là kẹo mà nó không chịu, nó không nhận, không nhận thì gánh chịu nó chứ sao, không nhận thì buộc lòng tôi quăng, nhận không nhận thì nhét, thì cái lý thì nó vậy. Còn thầy trả lời mà đòi hỏi ba trái cổ y gánh chưa, đi lên trời kiếm đi, không được xuống dinh dương đi vô bác sĩ ấy, thì kiếm đi chứ không còn gì nữa chứ. Nếu mà tôi nói thầy trả lời ba trái cổ, thời buổi khó nha, thầy trả lời như vậy nó bắt thầy, nó giết luôn cả đồng đạo, giết không còn một người nào hết. Rồi sau đây bị nó nói đi mà nó không có nói lại, nó đòi hỏi chỉ đúng ý nó, mà nó quyền lực gì nó mà bắt buộc thầy tổ 3, 4, 5 trái cổ đi gánh trách chưa, nó cướp quyền tao quá, hỏi nó cướp quyền tao quá rồi hỏi nó tội không, nó tội không, cái gì nó quyền hành hơn tao quá, quyền hành hơn thằng kia, nó nắm là như vậy nó quyền hành hơn thầy. Nếu mà thầy trả lời ba trái cổ, không phải ba trái cổ là ma, là quỷ. Bây giờ nó nói như vậy là tà đạo. Rồi như vậy thầy, rồi ba má nó mấy trái cổ, cũng có một trái cổ, như vậy là ba má nó cũng quỷ à. Và Nguyễn Trung Trực Tông Pháp cũng có một trái cổ. Rồi nó gặp Nguyễn Trung Trực cái gì, nó cũng nói là không có ba trái cổ, vậy là quỷ à. Rồi Quan Công Võ Đế cũng có một trái cổ, rồi vậy là tà quỷ sao. Ba má nội ngoại nó cũng có một cái cổ, chứ đừng có nói mà ba cái cổ chẳng quá là màng quá, là đó là cái cơ thôi. Như vậy là thầy chụp hình trong đó là bốn mấy chân dung, trong đó có một cái cổ tùm lum, như vậy là tà nó sao, vậy là quỷ sao. Từ chân nó rớt hết trơn rồi, nó mắc kẹt hình tướng, mắc kẹt thân tướng, mắc kẹt trong pháp tướng, mắc kẹt trong giả tướng, chân tướng nó cũng không biết, nó mắc kẹt cái chân rồi còn gì nữa. Mà tôi dở ra cái này bởi vì tổ đình, gốc tổ đình còn mắc nay mai, mà muốn đồng đạo thi bài khó trúng, mà tâm còn động mà chỉnh ngay cho đúng thiệt lặng bình, thầy tớ mới gặp nhau. Mà nó có lặng bình chưa, mai thì nó nói thầy ba trái cổ, thì mốt nữa đó, thì nó gặp ông này ông kia, nó nói điểm của thầy, cái nó tầm bậy hết trơn à. Bởi vì như vậy cuối cùng là nó tránh tính, không thấy phải mì tính. Bây giờ đồng đạo nó gấp một phải đâm chồi, mà đố cha nó biết đâm chồi về chỗ hướng nào, nó không có dở chừng nào thầy về gia chung thì tâm quá tánh bóng tùng luôn trẻ, các quý vị thì dở không được. Nay tôi dở lên cho các quý vị thấy, rồi các quý vị còn chấp gì nữa không? Nếu chấp nữa thì gắn mà chịu thôi, ăn chanh này chấp kiến chết gắn chịu, khô máu khô mũ chết gắn chịu thôi. Như vậy tôi nói các quý vị, thầy về á, thầy đi trẻ, thầy về trẻ, nhưng nó khác xưa hết rồi. Bởi khiến cho cảm thấy chúa trẻ tôi già bắt đầu là tôi sanh châu là chúa thầy mình là chúa, thà tất nhiên vừa thầy cũng vừa Phật, Phật mà vua, vua mà Phật, chúa mình á là cũng là Phật, Phật mà chúa, Phật mà vua, vua mà Phật. Bởi nó Nam Mô Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng,
Liên Hoa Hội Thượng Phật Từ Bi Phật Dương Trị Trúng Thế Giới Bình An. Như vậy Ngài nắm tới tam thiên thế giới, vừa Phật mà lại vừa Chúa mà lại vừa vua, cũng là trời luôn. Nếu đời Thượng Quân Thánh Đức mà nhiều thầy, nhiều chúa, nhiều vua, nhiều ông giáo chủ quá chắc tán loạn nó như vậy rồi, đâu phải đời Thượng Quân Thánh Đức là thấy bệnh đâu. Ngài nó nắm tam thiên thế giới hết rồi, mà làm sao mà họ được cái tiêu cực này mà họ thấy được thầy để kiến diện, để buông pháp hết, để học qua pháp trường sanh. Họ không buông pháp thì họ làm sao tới Phật được. Như vậy lây quay họ không kiếm gì, kiếm gì, kiếm bằng cái danh lợi không, tiền tài danh lợi, rồi quắc quá kiến chồng, kiến vợ, kiến con, kiến nội, kiến ngoại, kiến dâu, kiến rể, lây quay già chắc mẹ quăng vô nhà thương, hãy quăng vô nhà thương 100 mấy chục triệu thì chờ chết thôi. Đó, cái, không thấy được, không sáng suốt được, không rửa tay khắc kiếp, không hiểu, không có ngộ được pháp mà trở về Phật, lây quay cái già cái chết, nó thân giả rồi trước sau cũng chết, ai cũng chết rồi thân giả. Mà thầy nói ráng tu để mà chết, đừng chết đến chẳng có tu. Mà chết thì chết cái gì nghe, cái này mới đặc biệt nè, chết là tham sân si mình phải chết. Ghen ghét ganh tị ích kỷ cá nhân cá tánh, độc ác hiềm thù ghinh mò thọc mạch, bưng bợ bưng bô đó, người hung hăng, không biết đâu là xiển giáo, không biết đâu là triệt giáo. Đâu phải chết cái tự nhiên cái bỏ xác chết đâu. Tại nó gắn tu để mà chết, mà chết rồi tu cái gì, hỏi lại đi. Chết là chết tham sân si, ghen ghét ganh tị tàn nhẫn, tâm hồn độc ác, tâm hồn không chịu học hỏi. Ta biết chút đỉnh ta nói là ta hay, ta giỏi, ta tài, ôm thi chắc cái một bụng nó cũng thành quỷ, nhưng mà thôi tâm tà ôm cho lý, một bụng tâm tà vẫn ra ta. Tôi nói đây là sự thật. Alo, sư đệ có nghe không? Dạ nghe. Ôm thi văn giáo lý, nhai luôn thi văn giáo lý, nuốt luôn thi văn giáo lý. Nếu có tâm nó tà, không chịu học hỏi tiến hóa lên, cúng đầu thành quỷ thành ma thôi, cũng là xa thầy mà thôi. Chứ đừng nói mà thành. À, nó nói là đắt á, đúng. Đắt, đúng. Đắt lắc thì có. Đắt của nó là đắt nông thì có. Sẽ về cái điểm lánh nạn á, Quynh nói gành mạch hơn. Rồi bà con bây giờ ta hỏi á, là tháng 4 á, là gắn núp dưới hang con người chạy nói hôm qua đó. Thì khi nào, ngày giờ nào bà con có thể chạy, rồi bây giờ mình có nên tích trữ gạo, tích trữ này kia tại nơi đó hay không? Ta hỏi với mình vậy đó Quynh. Tích trữ thì cũng không được. Cũng không được. Tích trữ là tất nhiên là cũng không có gì tích trữ, mà tích trữ cái trí huệ, cùng mạng trí huệ, chứ không có nói gạo thóc này nó mất công lắm. Và chừng nào mình trở về cái gốc đi, nhà Phật giáo sẵn dành tiền của để nuôi con Thảo cháu Hiền, thích tích trữ cái trí huệ để mới cứu cái xác thể của mình. Dạ. Mà tới phiên đối rồi đâu nó cũng lận, hãy nó gặp khối mây rồi á, thì băng nhóm nó đi nó cũng giết mình mà thôi. Và mình ăn được không? Thích tụ là cái trí huệ. Bây giờ nè, sư đệ, nói cho sư đệ biết bây giờ á, là những người có cái duyên với đệ á, cũng như cái clip này, ngược lại á, đệ là cũng thay thế cái ông lão đưa đò, thì cái đó là đệ là chỉ cho người ta, đó, chỉ cái nhân duyên. Chứ còn huynh đệ á, là cũng như là... người vô hình vô ảnh rồi. Thì đệ thì cũng thay thế cái ông lão tiền bối đi, đưa đò đi. Rồi chưa đâu, chừng nào mà cuối thu kìa. Cuối thu là tháng 9 hen. Cuối thu kìa. Ừ, cuối thu rồi, cuối thu sang đến miên tầng nổ ba tiếng sóng thức thần của Linh. Đó. Thì kêu họ cứ việc ở tại gia đi, làm lành lánh giữ tu hiền luyện đạo. Kế nữa đừng có trăng nuôi nhà tiên có thánh sạch sẽ tinh khiết. Nhà tiên có thánh ví như là thông thiên mới đạt địa. Họ chăn nuôi nhiều mà thiên ám với địa hôn, cái thổ địa trong sạch thì nguồn mạch trường sanh, thổ địa dơ tanh thì banh hồn sát, chỗ nào thiên ám thì địa hôn. Địa hôn là mình phải ảnh hưởng, mình phải bệnh, tu gì đâu bệnh tới bệnh lui, tu cầu bệnh tật tiêu tan,
từ bi hỷ xã Phật ban quốc lành, bệnh tật đâu không chưa tiêu tan á thì mình tiêu sắc tiêu hồn rồi. Dạ. Yeah. Tôi tới tả bệnh tới bệnh luôn là không thấy được. Vậy thầy nói nhà tu sao cho tu sao được nhà tiên cửa thánh. Bây giờ nhà vịt, cửa gà, nhà chó thì cửa bò. Rồi hỏi đệ như vậy đó, hỏi sao đúng theo lời của thầy dạy không? Rồi kêu bạn á, lại kêu bạn con ăn áo phàm, dứt ấy ăn mới giữ vẹn đạo tạo đạo tôi chung. Bây giờ đạo mà còn nằm trong mấy ăn, tôi hỏi đệ như vậy làm sao mà nó đạo được? Yeah. Hai chữ là ái ân mà nó đoạn không nổi, để cho ái ân là đoạn hồn xác nó dâng vô bác sĩ. Dứt ái ân mới giữ đạn giữ dạng đạo tôi chung, mà nó dứt không được thì ái ân phải dứt nó thôi, triệt nó thôi. Nó đòi hỏi như vậy đó. Yeah. Rồi, mà nó yeah. Ái ân nó dứt không nổi, rồi sao nó gặp thầy được? Tôi nói không, nếu mà 1.000 người bỏ ái ăn hết dứt phát, 1.000 nó đắc đạo hết 1.000 người, sợ nó bỏ ái ăn không được. Vợ đẹp quá, rồi kiếm thêm cô này đẹp quá, rồi gặp cái cô này dạo dẹo, nó cờ tờ, cái chị này đẹp quá, có duyên mình đó. Thì như vậy là sai, trái lực chứ lực đạo là của thầy dạy. Rồi đi cầu nguyện đã, cái lại quay cái dính chùm nhau hết. Rồi ông này ghen, rồi bà kia giận, rồi tùm lum tùm la hết. Tôi hỏi như vậy đạo bây giờ cái chèm nhèm như cái nùi chảo heo, rồi hỏi sao đạt được cái gì? Dạ. Đó thì đa số là vậy. Cô này cái duyên tôi tiền kiếp trước kiếp sau gì đó, cái kiếp này mình đã chồng vợ rồi, mình đã muốn chết rồi đó, mà mình còn kiếm thêm nữa mà đau đạo cái gì? Rồi nó cái duyên nghiệp không có đâu. Khi vợ chồng tạo cái duyên nghiệp thôi, còn mình kiếm thêm đó nập lội thì mình ngoan cố phàm phu tục tử. Rồi làm sao mà kiến diện, làm sao kiến diện người xưa, làm sao kiến diện người xưa, thầy mình như là người xưa mà mình không kiến diện, còn là kiến diện cho bác sĩ không, mần bao nhiêu để dành đồng tiền cho bác sĩ, lo cho bác sĩ, tiền mắc là tật mang. Bây giờ 1.000 là nói của tôi nó cũng không tin nữa đệ ơi. Yeah. Đó tôi chỉ cho nó mà nó không tin đến đây, tôi chỉ cho nó là có lợi ích cho nó chứ là phải lợi ích cho tôi đâu. Tôi vô ký thật nào có ăn đồng xu cắt bạc, có ăn hột gạo một miếng cơm gì nó đâu, mà nó cũng không chịu. Nó là tà. Ờ à, tà. Tôi là người không vợ không con là tà. Rồi nó có vợ có con, nó kiếm thêm tùm lum, mà nó lại tránh cái gì? Rồi cái người không nhà không cửa không vợ không con trống rỗng gì là tà, còn cái vợ con một đống rồi vậy là tránh à? Rồi nó có giác bé gì nhọn tùm lum á, nó cặp bà này cặp bà kia vậy là tránh à? Ngộ tiếng á. Để họ gặp ma họ nó Phật, gặp Phật họ nó ma. Như vậy họ tránh tính cái gì? Mà tránh tư duy, tránh kiến là tránh cái gì? Đó. Như vậy là bắt tránh họ đọc bằng cái miệng leo lẻo thôi. Chính là họ cũng chưa biết họ là tránh, họ là tránh hay là tà. Họ chưa biết họ ma là quỷ. Họ cứu họ chưa được. Họ chúng sanh chứ mẹ họ chưa biết đi đường sanh đường tử, đường nào sanh đường nào tử. Họ cũng chưa biết. Vì họ không chịu học. Rồi đọc cái văn vô lý ca ngâm nga hay lắm. Vậy tôi hỏi sư đệ nè, ngâm nga bằng cách gì chỉ ta? Thanh Tấn nè, Lệ Thủy nè, Vũ Linh nè, Minh Cảnh Minh Dương mà còn khác đi nè, chứ đừng có là ngâm nga. Mà không chịu mà kiến diện cha công chúa để không bị lấu người ơi. Phải kiến diện cha công chúa thì mất đi, mất cái chân cơm của họ. Mất đi cái danh lợi của họ. Mất đi bá chủ đồ dương của họ, mất đi ta là hay ta những được. Thì càng chết. Mất mạng này sợ mất mạng, đừng nói sợ mất đệ tử, sợ mất môn đệ. Cái mất mạng mình nó cái đó mới nguy hiểm đó. Yeah. Mà họ đâu sợ mất mạng đâu, họ sợ mất tình, họ sợ mất miếng danh lợi. Như vậy là họ câu vào danh lợi đó không, mắc kẹt trong danh lợi đó. Tôi nói đây không phải quà đủ có nắm, mà cố chừng tôi dám quà đủ có nắm chỉ còn một phần hay phần chút đỉnh nào thôi. Như vậy làm sao gặp được thầy tổ? Yeah. Gặp được thầy tổ lớn tuổi nhỏ tuổi, nói lớn tiếng nói nhỏ tiếng vì nó không hiểu được cái lý. Người đạo này đạo kia thì chẳng biết hết trơn rồi. Thầy nó trở lại này nó còn không biết. Như vậy chính là nó còn không biết nó không biết là ai nữa. Tu mình phải biết mình là ai, mình tà hay là mình chánh, mình quý hay là mình là ma, nó cũng không biết nữa. Yeah. Thì như vậy không đó sư đệ. Yeah. Rồi vậy thì sư huynh ơi, tiếp theo thì mình nói gần hơn về cái điểm lánh nạn đó huynh.
cho bà con ta biết á, nó ta hỏi mình là thuộc ở xã, huyện, tỉnh nào như thế nào Quynh. Bây giờ mình không nói vẫn được thôi, nhưng mà có cái này nè. Bây giờ để cứ việc nói cho anh em người ta biết, nói để chừng nào mà tôi kêu các quý vị chừng nào mà có mà tần minh khởi loạn, tần minh hậu hận tiêu du động, thì lúc đó các quý vị phải hành trang chuẩn bị là hành lý, rồi tôi có chỗ an nơi cho các quý vị. Chứ bây giờ thì bây giờ hiểu biết cái chuyện này thì cái này là cũng dễ, nó không có gì mà khó. Thì nói như vậy đi cho người ta đi, bây giờ chưa có gì hết mà bây giờ làm, bây giờ tính như vậy, chưa tới là cuối thu đó, chưa có gì hết. Đây là nói biết trước, không thông nói tại ông là thầy, ông là hay, ông là giỏi, sao ông không cho độc đạo biết trước, rồi tôi cho biết trước, tôi kêu chuẩn bị tinh thần, đó là vậy thôi. Dạ, yeah, vậy là đến nữa mình thông báo sao hen. À, thì cái đó là sao? Rồi, bây giờ... Nó dễ thôi chứ không có gì mà có. Dạ, yeah, Quynh ơi, bây giờ thì người ta nói mong Quynh chỉ cái phương pháp nào tu để mà cứu cái gia đình người ta. Hẳn như bây giờ nhà người ta 10 người mà người ta tin mình tuyệt đối đó, mà 9 người kia người ta không tin rồi làm sao giờ? Đây là 9 người không tin đó. Chẳng qua là cái duyên không có, bọn nó có duyên với Phật á, thưa chứ chứ đệ như này là có duyên với Phật, bù dễ lắm sao? Gịch thi văn giáo lý họ nằm mà họ biết hết á, nhưng vô duyên vẫn là vô duyên. Bây giờ á, ví như là cơm hàm phải vậy, họ biết hết món này ngon lắm, món kia ngon lắm, xào kho này cái đủ thứ dân dân, dừa này kia, hầm dừa này kia ngon lắm, mà họ nói ngon lắm là của họ, mà họ không ăn, họ cũng là vô duyên, họ đối nhân sang mà thôi. Chi bằng đơn giản, có cây rau cải mà họ ăn, thì là cũng là người có duyên. Ngặt gì không ăn thì cũng là đói chết. Nó y gần gì đó, điều Phật Pháp là gì? Rồi, Quynh... họ có duyên cho Pháp chứ họ không có duyên cho Phật. Dạ, Quynh có đôi lời nhắn gửi với bà con trong clip thứ hai của mình, Quynh. Như vậy thì tôi thì không có biết lời nào bây giờ. Thôi tôi cũng có cái đấm lòng. Chúc cho các quý vị được trường sanh bất diệt, tu cho khỏe mạnh, cái tinh cái thần, dưỡng tinh cái thần, rồi dứt ái ân. Đó, tôi muốn cho các quý vị sống, tôi muốn cho các quý vị khỏe mạnh, tôi muốn cho các quý vị sống đời thượng quân thánh đức để cứu cái quyền ông bà các quý vị, mà chính là cứu cửu quyền, cứu cả gia đình của các quý vị. Chứ tôi không muốn cho các quý vị chết, chứ tôi không muốn cho các quý vị khổ. Tôi cầu chúc cho kêu bằng cả năm châu thế giới được sống đời thượng quân thánh đức, phải có đủ mặt đó, ngài thượng quân thánh đức với kiến diện cha cùng chúa đó. Tôi muốn cho các quý vị mà càng tu càng trẻ, càng khỏe, càng mạnh, càng đẹp. Chứ tôi không muốn cho các quý vị mà đi đến cho bệnh hoạn đau ốm liên miên, đi ông thầy này cầu ông thầy kia, đi là bác sĩ này bác sĩ kia, tôi không muốn đó. Tôi chúc được nhiêu thôi. Yeah. Lời chân thật chỉ có nhiêu thôi. Dạ, năm mới cũng cảm ơn Quynh nhiều hen. Để có duyên thì Quynh bữa đó Quynh đợi mình còn lỡ hẹn cái clip mà nói về cái phương pháp trường sanh đó, thì chuyến sau có dịp gặp trực tiếp Quynh để mình tỏ bài hết những điều đó hen. Rồi cảm ơn Quynh nhiều, chúc Quynh sức khỏe hen. A Di Đà Phật, đa tạ công đức. Dạ. Các quý vị. A Di Đà Phật.